Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm của các chuyên gia phong thủy phương Đông thì mỗi con giáp đều có một bản mệnh riêng, phù hợp với một vật phẩm phong thủy khai vận may mắn, thích hợp để chiêu dụ tài lộc, thu hút quý nhân phù trợ. Đặc biệt là đối với bốn con giáp Tý, Dần, Tuất, Hợi cần đặc biệt phải quan tâm đến vấn đề này trong năm 2020. Bởi đây chính là yếu tố quan trọng có tác động trực tiếp đến nguồn năng lượng tích cực cũng như chi phối mạnh mẽ đến vận mệnh và tài lộc của chủ nhân. Vậy vật phẩm phong thủy nào phù hợp với bốn con giáp Tý, Dần, Tuất và Hợi? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam từ xưa đến nay, vận may của mỗi người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ vận mệnh, tính cách cho đến môi trường sống xung quanh. Và khía cạnh mà ta có thể tác động duy nhất trong số đó là môi trường sống. Ngoài ra, có thể dựa vào việc sử dụng các vật phẩm phong thủy để gia tăng vận khí cho chủ nhân. Trong năm 2020 này, có 4 con giáp cần đặc biệt lưu ý để lựa chọn cho mình các vật phẩm phong thủy phù hợp. Đó là Tý, Dần, Tuất và Hợi. Vậy các con giáp nên mang theo vật phẩm gì để phúc lộc luôn được dồi dào và thịnh vượng? Thứ nhất là tuổi Tý, vật phẩm may mắn là kỳ lân. Kỳ lân là một trong 4 linh vật cao quý, long, lân, quy, phụng. Lân là con cái, còn con đực gọi là kỳ, gọi chung là kỳ lân. Theo quan niệm dân gian, kỳ lân được cho là những người bảo vệ ở cổng thiên đàng, ngăn chặn mọi tệ nạn xâm nhập. Vào thời cổ đại, các hoàng đế vĩ đại của Trung Quốc đã giữ tượng kỳ lân trên bàn của họ, cạnh những con tem và con dấu quan trọng. Chính vì lý do đó mà ngày nay, tượng kỳ lân phong thủy được nhiều cơ sở lớn như khách sạn và sòng bạc sử dụng làm biểu tượng để tạo ra sự giàu có và thúc đẩy địa vị cao. Với đầu rồng và thân ngựa, đôi khi được gọi là ngựa rồng, kỳ lân là sự kết hợp độc đáo giữa những phẩm chất tốt nhất của cả hai loài động vật tốt lành này. Một số biểu tượng cao quý mà nó giữ trong phong thủy: sức mạnh, sự dũng cảm, khát vọng cao, ý thức cạnh tranh, phúc lợi và quyết tâm. Kỳ lân có đầu rồng, giải phóng vũ trụ, quy tập sự thành công, cuộc sống lâu dài và trí tuệ. Vảy cá chép trên lưng của nó được cho là mang lại sự giàu có và may mắn vào nhà hoặc doanh nghiệp của bạn. Kỳ lân là một con vật tuyệt vời bởi nhiều người tin rằng khi nhìn vào đôi mắt của nó, sinh vật này sẽ trao cho chủ sở hữu với một sự phong phú của niềm tin và sự may mắn. Nếu tuổi Tý giữ con vật tốt lành này trong nhà hoặc văn phòng thì người tuổi Tý sẽ gặt hái được những phần thưởng từ sức mạnh bảo vệ của nó. Ngoài ra, nếu người tuổi Tý đặt tượng kỳ lân trong nhà thì tượng sẽ trừ tà, tăng phúc lộc cho gia đình, sẽ bảo vệ ngôi nhà, chống lại mọi hình thức xấu xa, cố xâm nhập và phân tán những ảnh hưởng của ý định xấu. Nó sẽ làm trẻ hóa dòng chảy của các nguồn năng lượng, thay thế năng lượng tiêu cực bằng tích cực. Thêm vào đó, một đôi kỳ lân trong nhà biểu tượng cho việc gia đình sẽ được chào đón những đứa trẻ khỏe mạnh. Thứ hai là tuổi Dần, vật phẩm may mắn là rồng phong thủy. Trong tứ linh, long, lân, quy, phụng thì biểu tượng rồng đứng hàng đầu. Rồng có sức mạnh vô biên là biểu trưng cho năng lượng của đất trời. Rồng là con vật có vượng khí nhất trong phong thủy. Rồng có sức mạnh tạo ra tiết khí, mưa rồng, ánh sáng từ mặt trời, gió biển và đất đai. Đó chính là nguyên khí của đất trời, là nền tảng của phong thủy học. Người xưa phân loại rồng thành 4 loại. Thiên Long tượng trưng cho lực lượng đổi mới của trời. Thần Long có thể gọi gió hô mưa. Địa Long quản lý toàn bộ hệ thống sông nước trên mặt đất. Hộ Tàng Long bảo vệ toàn bộ bảo tàng trong thiên hạ. Chính vì ý nghĩa to lớn đó mà rồng phong thủy đem lại may mắn về công danh, tài lộc cho những người tuổi Dần. Trong phong thủy, rồng có tác dụng giải trừ tiểu nhân,
Nếu người tuổi Dần đặt tượng rồng ở hướng thanh long của ngôi nhà thì những kẻ tiểu nhân không dám quấy nhiễu, qua đó mang lại sự yên lành, thuận lợi, thăng tiến trong công việc, tránh được những tai tiếng cũng như thị phi không đáng có. Có 4 loài vật được người đời mệnh danh là tứ linh, gồm tả thanh long, rồng xanh ở bên trái, hữu bạch hổ, hổ trắng ở bên phải, tiền chu tước, con chín chí màu đỏ ở phía trước, hậu huyền vũ, sao huyền vũ ở phía sau. Rồng là con vật đứng đầu trong các loài thú lành nên rồng phong thủy có tác dụng rất lớn đối với người có chức vụ cao. Ngoài ra, rồng phong thủy cũng rất phù hợp cho những người làm chính trị. Rồng là con vật đứng đầu linh thú, ngoài việc hóa sát, rồng còn có ý nghĩa tăng cường quyền lực. Nếu người tuổi Dần nắm giữ chức vụ cao, khi dùng biểu tượng rồng sẽ càng có hiệu quả hơn. Ngoài ra, rồng đá phong thủy còn rất phù hợp nếu người tuổi Dần làm việc hành chính hoặc chính trị, giúp chống lại các lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Rồng là con vật linh thiêng, vì vậy nếu đặt tượng rồng hay treo tranh rồng phong thủy trong nhà sẽ giúp người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, thành công và thịnh vượng. Biểu tượng con rồng và phượng mang ý nghĩa tốt lành trong phong thủy và đã có từ lâu đời trong văn hóa phương Đông. Rồng và phượng kết hợp với nhau có thể thu hút may mắn trong tình duyên, giúp mối quan hệ vợ chồng tuổi Dần trở nên hài hòa hơn. Từ đó hôn nhân và tình yêu đôi lứa trở nên hạnh phúc và bền chặt hơn. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ về hai vật phẩm phong thủy phù hợp nhất đối với những người tuổi Tý và tuổi Dần. Đó là kỳ lân và rồng phong thủy. Vậy còn tuổi Tuất và tuổi Hợi thì sao? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay để có thể lựa chọn cho mình một vật phẩm phong thủy phù hợp với bản mệnh, từ đó nhanh chóng thăng tiến trong công việc và cuộc sống. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ ba là tuổi Tuất hợp với tượng thần tài. Trong dân gian, người ta thường gọi ông thần tài là Tài Bạch Tinh Quân hay Triệu Công Nguyên Soái. Với hình ảnh một người mặt đen, râu rậm, tay cầm roi và cưỡi một con cọp đen, họ cho rằng thần tài là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ. Những người nhận được sự giúp đỡ của ông nhất định sẽ thăng tiến quan chức, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt là tượng thần tài rất hợp với người tuổi Tuất, cho nên rất nhiều gia chủ tuổi Tuất đặt ông thần tài trong nhà để hy vọng sẽ được giàu sang và phú quý. Ông thần tài cũng được sử dụng nhằm mục đích cầu phước lành cho gia chủ. Cho dù bức tượng to hay nhỏ, nó đều có sức mạnh đáng kể đối với tiền tài và gia đình bạn. Khi được ông thần tài phù hộ, công danh của người tuổi Tuất sẽ không ngừng thăng tiến, tiền tài, tài lộc sẽ ùn kéo về, cuộc sống được ấm no, phú quý và giàu sang. Chính vì thế, tượng thần tài được nhiều người coi trọng và đặt ở vị trí trang trọng, uy nghiêm nhất trong nhà. Nếu bạn thuộc tuổi Tuất và đang mong muốn tìm kiếm cho mình một bí quyết để thay đổi vận mệnh, thì hãy cân nhắc về lựa chọn một bức tượng thần tài để đặt trong nhà. Để vượng vận phát tài, nếu được ông thần tài phù hộ, công danh sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ không ngừng được thăng tiến, để tiền tài, tài lộc sẽ ùn kéo về, cuộc sống sẽ trở nên ấm no, phú quý và giàu sang. Chính vì thế mà tượng thần tài được nhiều người coi trọng và đặt ở những vị trí trang trọng và uy nghiêm nhất trong nhà. Thứ tư là tuổi Hợi, vật phẩm may mắn là cóc ngậm tiền. Thiềm thừ là linh vật có hai vai trò, một cho sự giàu có và thứ hai là làm tan linh hồn ma quỷ. Thiềm thừ, cóc ba chân, luôn ngậm đồng tiền trong miệng, có năng lực chiêu tài rất mạnh. Nếu tuổi Hợi làm kinh doanh thì đặt tượng cóc trong các cửa hàng sẽ càng tích lũy sự giàu có. Không giống như các linh vật khác, vai trò của thiềm thừ cũng được áp dụng cho một số sự kiện tài chính nhất định, chẳng hạn như xổ số, cổ phiếu, sòng bạc. Thiềm thừ đặc biệt còn có cả một chòm sao đại hung tinh ở trên lưng. Thiềm thừ hay được biết đến nhất là hình ảnh một chú cóc ngồi trên một đống châu báu, tiền bạc, vàng thỏi và ngậm tiền trong miệng. Thiềm thừ là một trong những vật phẩm phong thủy đem lại cả vận may lẫn tiền tài cho gia chủ. Theo các chuyên gia phong thủy, thiềm thừ có năng lực chiêu tài rất tốt. Ngoài ra, vật phong thủy còn có khả năng hóa sát tiểu nhân. Chính vì thế, thiềm thừ thường được đặt ở bàn thờ thổ địa, trên cây. Chính vì thế, thiềm thừ thường được đặt ở bàn thờ thổ địa, trên quầy thu ngân, trên bàn làm việc, bàn lễ tân của công ty. Bên cạnh việc thu hút tiền tài châu báu và sự bảo vệ, thiềm thừ còn giúp người tuổi Hợi ngăn chặn các vận xấu liên quan đến việc thất thoát tiền bạc.
Nếu người tuổi Hợi đang đối đầu với các vấn đề về tài chính, việc sở hữu một chú cóc ngậm tiền trong nhà là điều nên có. Cóc ngậm tiền được tin là có sức mạnh siêu nhiên đầy quyền năng. Nó có thể giúp tuổi Hợi giải quyết hầu hết các vấn đề về tiền bạc mà con giáp đang đối mặt trong cuộc sống. Cóc ngậm tiền thường được xem như một chú cóc chúa, do đó nó phải được đặt trong phòng khách hoặc ở trong phòng kinh doanh trong cơ quan. Lưu ý vị trí phù hợp nhất chính là góc đối diện chéo với cửa ra vào chính. Đối với góc chéo đó chính là vị trí tài vị của căn phòng. Không được đặt nó trong phòng ngủ hay nhà tắm, bếp và cũng nên tránh việc đặt sát cửa ra vào vì nó có ý nghĩa là đem tiền bạc ra khỏi nhà. Quý vị thân mến, trên đây là những vật phẩm phong thủy đặc biệt rất phù hợp đối với các con giáp tuổi Tý, Dần, Tuất và Hợi trong năm 2020. Để thu hút vận may, phát tài, phát lộc, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn cũng nên ghi nhớ chính sự cố gắng và nỗ lực hết mình mới là yếu tố làm nên sự thành công vượt bậc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.